kính chào quý vị đến với kênh thời sự và giải trí. kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết những mức độ nghiêm trọng khác nhau của Việt Á và Đức Minh. nguồn tin từ facebook Hoàng Huy Thanh. kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Công ty Đức Minh nhập phân phối và nâng giá kit xét sinh phẩm y tế cao hơn nhiều so với công ty Việt Á song đức minh chỉ phạm lỗi nâng giá bán quá cao so với giá nhập và cũng có thể phạm lỗi lo lót các cơ quan chống dịch từ trung ương đến địa phương để chấp nhận mua giá kít xét với sinh phẩm y tế với giá cắt cổ giúp đức minh lời khủng vì các cơ quan không phải là loại gà mờ khơi khơi mua giá cao làm lợi cho đức minh tuy nhiên công ty đức minh nhập kít có nguồn gốc rõ ràng từ tây ban nha và hàn quốc chứ không phải nhập lậu kit trôi nổi của Trung Cộng, không có chứng nhận chất lượng, về để hô biến trở thành kit Việt Á bán lừa cho người dân, bòn rút ngân sách như Việt Á. Đức Minh là công ty nhập khẩu kit test về bán, không giống Việt Á lừa thiên hạ rằng mình là công ty sản xuất kit test được WHO câu nhận, nhưng chỉ là công ty treo đầu dê bán thịt chó. Công ty Đức Minh không được Bộ Khoa học và Công nghệ nuôi nấng và giúp đỡ toàn diện và giúp đỡ toàn diện giúp đỡ hết mình như công ty việt á giúp từ câu tung fake news who công nhận kit việt á trên website chính thức của bộ chi hàng chục tỷ ngân sách cho học viện quân y để nghiên cứu kit chuyển giao cho việt á dọn cỗ cho bộ y tế công nhận và lưu hành kit việt á đến nỗi dư luận không khỏi đặt nghi vấn phải chăng bộ khoa học và công nghệ và công ty việt á là một đức minh cũng không được bộ quốc phòng xem là con cưng của bộ như công ty việt á bộ quốc phòng học viện quân y dùng hàng chục tỷ tiền ngân sách từ bộ khoa học và công nghệ để nghiên cứu kit chuyển giao khơi khơi cho việt á làm giàu vậy có khác gì bộ quốc phòng và công ty việt á là người một nhà đức minh cũng không được bộ y tế dành mọi đặc quyền ưu tiên ưu đãi và yêu ái như công ty việt á Bộ Y tế nhanh chóng xác nhận chất lượng Việt Á, vỏ Việt, ruột tàu, chỉ đạo cả giá mua và yêu cầu các quan chức chống dịch mua kit Việt Á, khiến không thể không nghi vấn liệu kit Việt Á có phải của Bộ Y tế. Công ty Đức Minh cũng không được ban tuyên giáo ưu ái cho báo chí tha hổ tung fake news ca tụng uy tín và chất lượng kit Việt Á như công ty Việt Á. Tóm lại, công ty Đức Minh và công ty Việt Á giống nhau ở hai điểm. Một nâng giá kít khủng cắt cổ nhân dân thu lợi bất chính. 2. Sử dụng phù phép để bán được một lượng kích test kinh khủng. Khác nhau ở chỗ. 1. Đức Minh không lừa bán bảo kích test theo kiểu treo đổ ve bán thịt chó như là Việt Á. Đức Minh không lũng đoạn tao túng nhà nước như Việt Á. Đức Minh cung cấp kích có nguồn gốc rõ ràng từ Hàn Quốc và Tây Ban Nha nên độ an toàn cao khi sử dụng phòng chống dịch. Không cung cấp kích rổm gây đại họa dịch cho dân như kít Việt Á. Từ những lý lẽ trên cho chúng ta thấy, công ty Việt Á gây đại họa cho nhà nước, cho nhân dân một cách khủng khiếp. Đến nỗi nếu công ty Đức Minh có sai trái đến mấy cũng chỉ là mũi so với sai phạm của công ty Việt Á. Cho nên đừng lấp lửng đánh đồng sai phạm của công ty Đức Minh với sai phạm của công ty Việt Á nhằm che đậy tội ác khủng khiếp của nhóm lợi ích Việt Á lũng đạn nhà nước. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung mức độ nghiêm trọng khác nhau của việt á và đức minh đến đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau